Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng, ủng hộ kênh Món Ăn Ngon Mỗi Ngày. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm bánh tiêu vị lá dứa cực đơn giản và cực lạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Đầu tiên thì các bạn sử dụng cho mình là 300g bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 8. Bột mì mà mình làm bánh mì á các bạn, mình sử dụng là 300g. Tiếp theo là đường. Đường thì mình sử dụng là 70g đường. Men khô. Men khô thì mình sử dụng là 3g men khô. Các bạn có thể lại các tiệm bán bánh mì hỏi mua hoặc là mua ở trên mạng nha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng là lòng đỏ trứng gà. Một lòng đỏ trứng gà mình đánh lên, nhưng mà mình sử dụng không hết một lòng đỏ trứng gà đâu, mình chỉ sử dụng là phần nửa cái lòng đỏ trứng gà này thôi. Mình bỏ cái chồng trắng đi nghe các bạn. Tiếp theo là lá dứa, mình sử dụng một ít lá dứa để mình lấy cái màu xanh đó, cho cái món bánh tiêu của mình. Mình đã rửa sạch và cắt nhỏ rồi. Và một bịch sữa tươi. Sữa tươi này là sữa tươi có đường hoặc không đường đều được nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Bây giờ mình sẽ cho cái sữa tươi này vào cái lá dứa này để mình xay, mình lấy cái màu nó. Thì mình sẽ không có dùng cái nước lạnh nha, mà mình dùng sữa để mình xay luôn. Mình về lượng sữa bỏ vào đó, các bạn bỏ vào cho mình vừa đủ. Và các bạn xay, xay các bạn vắt nước ra và các bạn lấy cho mình là 150ml nước nha. 150ml nước lá dứa cộng với hỗn hợp sữa này mình lấy. Và đây là cái hỗn hợp lá dứa với sữa mình đã xay chung. Và mình sẽ sử dụng là 150ml. Đó. Bây giờ mình sẽ cho đường vào. Mình quậy nó lên. Tiếp theo đó các bạn cho mình khoảng một đầu đũa muối ăn. Mình cho vào đây. Tiếp theo đó mình sẽ cho cái men nở này vào. Cái men khô này nè. Mình trộn đều nó lên. Bây giờ mình sẽ sử dụng là phân nửa cái lòng đỏ trứng này. Mình cho vào đây, mình nhắm chừng đó. Mình lấy phân nửa thôi. Mình quậy nó lên. Có trứng thì nó làm cho cái bánh mình nó mềm và nó thơm hơn nha các bạn. Rồi giờ sẽ cho cái hỗn hợp này vào. Mình cho từ từ vào thôi, để nhầm khi nó sẽ bị lỏng nha. Cái lượng lá dứa mà mình sử dụng sẽ tùy thuộc vào mình nha. Mình thích cái màu đậm thì mình sẽ sử dụng nhiều thôi. Mình thì mình sử dụng khoảng 8 cái cọng lá dứa. Mình xay, mình lấy, mình cắt nhỏ ra rồi mình xay chung với sữa. Mình cho từ từ vào thôi. Giờ mình cho hết luôn. Cho hết cái lượng nước này vào luôn. Trộn đều nữa lên. Bột thì mình đã trộn đều rồi. Bây giờ mình sẽ cho bột ra để mình nhồi. Thì mình vẫn luôn luôn nói là mình nhồi bột mình sẽ nhồi bằng tay. Tay các bạn vệ sinh cho sạch sẽ. Chứ mình nhồi bằng bao tay rất là khó nhồi nha. Và thời gian mình nhồi bột sẽ là 10 phút để cho cái bột của mình được dẻo mịn. Mình nhồi càng nhiều thì cái bánh mình nó sẽ ngon hơn nha. Mình sẽ nhồi bột theo mình ấn nó xuống vậy nè. Ấn nó như thế này, mình gập bột lại. Đó, các bạn nhồi vậy cho mình là trong 10 phút thì bột của mình nó sẽ dẻo như mịn nha. Bột mình màu xanh rất là đẹp các bạn. Rồi tương tự vậy các bạn nhồi trong 10 phút nha. Sau khi nhồi bột xong rồi, bây giờ mình sẽ đậy kín lại và đem đi ủ từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng và nhầm khi là nhiều hơn nữa tùy theo điều kiện thời tiết của các bạn nha. Nếu như mà điều kiện thời tiết của mình nó ấm, nóng thì nó sẽ nở nhanh hơn. Về cái phần mà nhồi bột, nếu như mà các bạn cảm thấy cái bột của mình hơi khô thì các bạn thêm nước cho mình nữa nha.
Mình nhồi đến khi nào mình thấy nó dẻo dẻo là ok nha. Thì mình sẽ ủ bột. Rồi bây giờ sau 1 tiếng rưỡi giờ bột mình đã nở rồi. Giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Và bây giờ mình sẽ chia bột thành các phần bằng nhau. Và đây là cái phần bột mình đã chia đều nó ra rồi. Khoảng 35 đến 40 gram là một cái cục bột nha. Thì mình sẽ đậy lại thôi. Mình xài nhiêu thì mình lấy ra nhiêu, chứ mình nếu như mình để vậy bột nó sẽ bị khô. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bột này cái mình nhúng vào mè. Mình nhúng hai mặt nó luôn. Giờ mình sẽ cán nó ra. Mình cán đừng có mỏng quá nha các bạn. Mức độ nó vừa vừa thôi. Cái này là khoảng gần nửa xăng đó các bạn. Gần nửa cm. Mình cán mỏng quá cái bánh của mình nó sẽ không ngon nha. Cán vừa vừa như thế này thôi. Cái này về cái bán kính thì của nó là khoảng bán kính nó khoảng 6 cm. Tức là đường kính nó là 12 cm đó các bạn. Rồi, thì các bạn vừa cán rồi mình vừa chiên nha. Trái của mình nó phồng ra như vậy, nó vàng như vậy được nha. Mình để cho dầu sôi mình cắt nó ra. Ủa các bạn thấy là nó phồng ra. Và đây là dĩa bánh tiêu của mình. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ rỗng ruột ở bên trong. Thì mình sẽ ăn thử nha. Mềm, xốp. Rất là ngon. Thơm lắm các bạn. Thơm cái mùi lá dứa. Mình sẽ ăn thử một miếng nha. Ngon lắm các bạn. Cái bánh của mình, cái bột rất là mềm. Nó không có bị khô. Cái này mình kẹp chung ăn với bánh bò hoặc là xôi rất là ngon nha các bạn. Ngon thật á. Để mình lấy một cái mình xé cho các bạn xem nha. Quá đơn giản đúng không các bạn? Nếu thích các bạn nhớ like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.